Ok, một video giải trí các bạn xem thấy video của mình hay thì đấy thì các bạn hãy đăng ký kênh và chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Trước mặt các bạn đây là một cái giá để các bạn hay múc đồ ăn. Hôm nay mình sẽ tận dụng một cái giá chiên, cái giá để múc cái đồ chiên như chiên tôm, chiên cái thức ăn, đồ nướng, đồ chiên để các bạn múc ra trong những cái chảo để mình làm một chiếc ăn đen DBBT2 xịn sò. Các bạn xem video của mình, các bạn thấy hay, tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất các bạn nhé. Đây là dây ăn đen này. Và đây là những cái thiết bị mà mình bắt đầu mình sẽ làm. Bây giờ thì mình sẽ mở những chiếc vít của chiếc giá này ra.
Bây giờ thì tôi sẽ thử bằng cách tôi sẽ bật tín hiệu cho chiếc TV này. Khi mà mới đầu chiếc TV chưa có được cắm anten thì nó báo là không có kết nối và không có tín hiệu, đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ cắm anten này vào cho các bạn xem chiếc này đen anten DVB-T2 của mình hoạt động như thế nào các bạn nhé. Rất là ok rồi các bạn nha. Đây ạ. Chiếc anten DVB-T2. Ok. Một video giải trí, các bạn xem thấy video của mình hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh và chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày các bạn nhé. Và chiếc anten này thì mình chế tạo ra bằng một chiếc giá, chiếc giá múc đồ ăn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.